lên một cái người thiệt á, thì mình sẽ thấy những cái mô liên kết là mỡ nè, bao xơ gì nó dính ở trong đây nè, nên khi mà mổ cắt tuyến giáp thì khả năng mà người đó bị cắt nhầm luôn cả tuyến cận giáp rất là cao. Cho nên là khi đối với những cái bệnh nhân mà bị ung thư mà phải cắt toàn bộ tuyến giáp thì cái bệnh lý suy tuyến cận giáp thì thường cũng dễ xảy ra. Thì cái tuyến cận giáp thì nó là cái polypeptide, cho nên nó tan được ở trong nước ha, từ tế bào chính nó tiết ra. Thì đây là hormone đóng vai trò là cái tuyến cận giáp đóng vai trò là cái tuyến sinh mạng của cơ thể. Tại sao người ta nói như vậy? Tại vì cái thằng này nó góp phần điều hòa cái nồng độ canxi trong máu. Khi nồng độ canxi trong máu mình giảm thấp xuống, mà mình biết canxi nó tham gia vào tất cả các quá trình, đặc biệt là cái quá trình co cơ, ví dụ như co của cơ vân nè, co của cơ trơn nè, co của cơ tim nè. Tim mà không có canxi thì làm sao co được, thì tim cũng ngừng tim nhân chết, và nó cũng tham gia vào hoạt động của thần kinh nữa. Cho nên đây là một cái tuyến rất là quan trọng, người ta nói nó là tuyến sinh mạng ha. Và nó chủ yếu là nó giúp làm nâng cái nồng độ canxi ở trong máu lên. Cái hormone qua tuyến cận giáp tiết ra là cái hormone parathyroid. Thì cái thằng BTH này nó tác động bằng cách nào? Đầu tiên là nó tác động ở tại xương. Thì xương á, BTH nó tác động ở hai đặc điểm khác nhau. Nếu mà cái BTH này nó phóng thích ngắt quãng, tức là phóng ví dụ 7 giờ nó phóng thích ra tăng cao lên, sau đó nó giảm xuống, sau đó tới 10 giờ nó tăng lên, sau đó nó giảm xuống, tới 1 giờ nó tăng lên, nó giảm xuống, thì gọi là tăng tiết ngắt quãng. Nếu nó phóng thích ngắt quãng như vậy thì nó lại kích thích quá trình của con tạo cốt bào, tức là kích thích quá trình tạo xương. Và nếu mà kích thích quá trình tạo xương thì cái người đó sẽ tăng tạo xương và sẽ tăng bắt canxi đưa vào trong xương, như vậy thì sẽ làm cho cái canxi máu mình nó giảm chứ nó không có cao lên được nha. Cho nên cái trường hợp và một số trường hợp người ta sử dụng cái BTH ngắt quãng này để tiêm cho một số người bị bệnh loãng xương chẳng hạn, để mà kích thích tạo xương để mà chống lại cái tình trạng loãng xương của họ. Còn tác dụng thứ hai là khi mà cái BTH này nó phóng thích liên tục. Khi nó phóng thích liên tục thì nó làm cái điều ngược lại là nó tác động lên tế bào hủy xương, nó kích thích tế bào hủy xương và nó tăng hủy xương. Và khi nó hủy xương như vậy thì nó sẽ phóng thích ra rất là nhiều canxi, nó lưu giữ canxi nó đưa vào trong lòng máu. Ở đây mình thấy cái BTH này nó gắn vào cái con ren này nè ha. Còn nếu mà cái OBG nó gắn vào thì cái con ren này nó bị bất hoạt. Ngược lại cái BTH hay nó gắn vào con ren này thì nó sẽ trở thành hoạt quá, và nó làm cho cái con này hoạt quá cái con hủy cốt bào và tăng quá trình hủy xương, đưa canxi vào trong lòng mạch, làm cho cái canxi máu mình tăng lên. Đó là tác động trên xương. Thứ hai là tác động ở trên thận, thì cái canxi cái BTH này nó sẽ làm cho tái hấp thu canxi ở tại thận, làm cho nồng độ canxi trong máu mình tăng lên và nó tăng thải cái phốt phát ra ngoài. Cho nên mình sẽ thấy là cái canxi máu nó tăng mà phốt phát máu thì nó sẽ bị giảm trong trường hợp mà bệnh nhân bị cường tuyến cận giáp ha. Và trong những cái trường hợp đó thì mình sẽ thấy nhiều khi người ta sẽ bị sỏi thận, nhưng mà sỏi đó là khi kiểm tra thì nó là sỏi canxi ha. Rồi ở trên ruột thì nó sẽ giúp tạo thành cái canxi trion, hay là còn gọi là vitamin D3, là 1,25 dihydroxycholecalciferol á. Cái thằng thằng này á, nó sẽ giúp tái hấp thu cái canxi ở tại ruột. Mình biết là khi cái canxi mà mấy em ăn vào á, thức ăn mình đưa vào thì canxi nó nằm ở cái dạng canxi ion, do đó cơ thể rất là khó hấp thu nếu không có sự hiện diện của vitamin D3 hay còn gọi là cái canxi trion á. Thì cái thằng canxi trion này nó được tạo ra ở tại cái thận của mình, do đó cái BTH này nó cũng sẽ kích thích bằng tạo ra cái canxi trion nhiều hơn để mà hấp thu cái canxi tại ruột nhiều hơn, như vậy thì cái canxi máu của mình sẽ gia tăng lên. Và đây là cái cơ chế điều hòa của cái BTH ở trong máu của mình. Khi mà cái nồng độ canxi trong máu giảm thấp xuống thì BTH sẽ được tuyến cận giáp tiết ra và nó đi vào trong máu, sau đó nó đi đến xương. Ở xương thì nó sẽ tăng quá trình tiêu xương và huy động canxi từ trong xương đưa vào trong lòng máu. Lưu ý nha, nếu mà nó tiết phóng thích với cái dạng liên tục, còn nếu mà ngắt quãng thì nó lại tăng quá trình tạo xương nha. Rồi thứ hai là nó đi tới thận để giúp thận tái hấp thu canxi đưa ngược trở lại trong lòng máu, như vậy canxi máu sẽ tăng và nó sẽ thải cái phốt phát ra ngoài. Đồng thời nó cũng đã kích thích để mà tạo nên 1,25 dihydroxycholecalciferol hay còn gọi là canxi trion.
Và chính nhờ cái canxi trion này nó đi đến ruột, nó giúp ruột mình tái hấp thu canxi được dễ dàng hơn. Và như đó làm đó cho nồng độ canxi trong máu của mình cũng sẽ được gia tăng, và cuối cùng làm tăng nồng độ canxi máu để bình quân lại với cái sự giảm canxi của cơ thể. Đó là sự điều hòa ha. Rồi, đây là gom lại, hồi nãy thì mình học ở tuyến giáp nó có cái calcitonin thuộc tế bào cận nang. Còn nếu mà ra khỏi tuyến giáp, ở gần tuyến giáp thì mình có tế bào của tuyến cận giáp tiết ra cái BTH. Thì hai cái thằng này sẽ góp phần điều hòa nồng độ canxi trong máu. Khi mà nồng độ canxi trong máu mình tăng lên thì ở tuyến giáp sẽ kích thích cái calcitonin ở tế bào cận nang tiết ra để mà đi đến thận, giúp cho thận mình tăng thải canxi, tăng hoạt động tạo xương để mà ức chế hoạt động hủy xương để mà làm giảm nồng độ canxi trong máu xuống, giữ nồng độ canxi trong máu ổn định. Ngược lại, khi mà nồng độ canxi trong máu mình bị giảm thấp xuống thì calcitonin nó bị ức chế, nó không tiết ra nữa, mà này cái tuyến cận giáp của mình nó sẽ kích thích để tiết ra cái BTH, và đi đến xương thì nó sẽ là tăng hủy xương nếu nó phóng thích liên tục. Còn đi tới thận thì tái hấp thu canxi tại thận, và nó đồng thời giúp tổng hợp nên cái canxitriol hay là 1,25 dihydroxycholecalciferol để nó đi tới ruột để mà ruột mình tái hấp thu, tăng hấp thu cái canxi tại ruột, giúp nồng độ canxi trong máu mình gia tăng lên, để giúp nồng độ canxi trong máu cũng ở mức ổn định. Thì chính vì vậy mình sẽ thấy những cái trường hợp mà người ta uống cái canxi, đặc biệt là mấy đứa trẻ á, thì uống canxi á, thì luôn luôn lúc nào người ta cũng sẽ cho uống phối hợp với lại cái vitamin D, hoặc là trong những tình huống mà đứa trẻ thì người ta sẽ khuyên cho nó đi tắm nắng để mà nó bổ sung thêm cái vitamin D. Tại dưới cái tia cực tím của nắng mặt trời thì vitamin D nó cũng sẽ được tổng hợp ở dưới da, và như đó thì nó có sự có mặt của vitamin D thì sẽ giúp hấp thu canxi được dễ dàng hơn, để giúp điều hòa nâng nồng độ canxi trong máu trong trường hợp người đó bị thiếu canxi. Thì tuyến cận giáp thì nó đơn giản vậy thôi ha. Thì mình ngược lại mình sẽ có một số bệnh lý tuyến cận giáp, ví dụ như cường chức năng hay là u chức năng tuyến cận giáp, tức là tuyến cận giáp người này nó tăng hoạt động thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là xương nó sẽ hủy nhiều hơn, thì người đó sẽ dễ bị loãng xương, xương rỗng, dễ gãy xương ha, tạo thành sỏi canxi ha. Ngược lại mà khi mà giảm chức năng của tuyến cận giáp thì người ta sẽ bị cái tình trạng là hạ canxi máu. Đây là dấu hiệu bằng tay đỏ đẻ ha, gọi dấu chút sô nè. Với mốt em học tới cũng kỹ năng hoặc là đi tới khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho ha. Đây là dấu vết test khi người ta bị hạ canxi máu. Và mình cũng sẽ giải thích tại sao những cái trường hợp mà bệnh nhân bị suy thận á, những trường hợp bệnh nhân bị suy thận thì bệnh nhân có tình trạng là cường cận giáp thứ phát. Tại vì bản thân cái BTH này á, nó sẽ bị kích thích tiết ra khi mà cái nồng độ canxi trion nó giảm xuống, tức là vitamin B3 mà bị giảm xuống ở tại thận á, thì cái BTH này nó sẽ được tăng tiết để kích thích cái thận mình sản xuất nhiều cái canxi trion hơn. Do đó những cái người mà bị suy thận thì cái nồng độ canxi trion của họ sẽ bị giảm, mặc dù lúc đó nồng độ canxi máu của họ chưa có giảm, nhưng mà do cái nồng độ canxi trion bị giảm cho nên BTH nó sẽ được kích thích để tăng sản sinh ra, dẫn tới để giúp cho tăng cái canxi trion lên, và vô tình cái điều đó sẽ làm cho cái nồng độ canxi máu của họ cũng sẽ bị gia tăng. Cho nên trường hợp đó gọi là cường cận giáp, nhưng mà không phải tại tuyến giáp nó bị bệnh lý cho nên người ta gọi là cường cận giáp thứ phát. Còn nếu mà tại tuyến cận giáp nó bị bệnh lý thì người ta gọi đó là tiên phát, tức là cái chỗ nguyên nhân tại nó thì gọi là tiên phát, mà từ nơi khác làm cho nó bị bệnh thì gọi là thứ phát. Ví dụ như nãy mình nói tuyến giáp á, ví dụ như tuyến giáp mà nó bị suy mà do tại tuyến giáp, ví dụ như cái men peroxidase nó không hoạt động đi, nhưng mà tự nhiên người đó nó bị vậy thì mình gọi là suy giáp tiên phát. Còn nếu mà tuyến giáp không có bệnh gì trên mà do tuyến yên nó bị suy, nó làm cho tuyến giáp nó bị suy theo thì gọi là suy giáp thứ phát ha. Thì từ từ mình sẽ làm quen với những cái khái niệm đó ha. Rồi xong cái phần tuyến cận giáp thì mình sẽ đi qua một cái bài tiếp theo, đó là bệnh lý của vùng tuyến thượng thận. Đây là một cái tuyến rất là quan trọng, thì nó tiết là một cái hormone cực kỳ quan trọng mà mình sẽ thấy cái bệnh lý của nó xảy ra rất là nhiều, đó là cái hormone cortisol ha.